Mưa lũ miền Trung, tàu hàng có 8 người Trung Quốc mắc cạn, 3 người mất tích chưa tìm thấy. Lo hàng nghìn hồ chứa thành bom nước. Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh Tin tức Việt. Những tin tức nóng hổi nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. 8 người Trung Quốc và 12 người Việt Nam trên tàu Glory Future bị mắc cạn trên biển cửa Việt do bị sóng to gió lớn đánh trôi khỏi nơi neo đậu hôm nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đang phối hợp với cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị và các cơ quan chức năng để kiểm tra lên phương án ứng cứu tàu chở hàng glory futura treo cờ trung quốc bị mắc cạn trên vùng biển nam cảng cửa việt theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 17 tháng 10, tàu này đang neo đậu cách phao số 0 khoảng 3 hải lý ở cảng cửa Việt để chờ nhập cát của công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Vico Quảng Trị xuất đi Hàn Quốc thì bị sóng to do lớn đánh giạt về bờ nam cảng cửa Việt, cách phao số 0 khoảng 200 m và bị mắc cạn tại khu vực cách bờ khoảng 2 km. Tàu do ông Go Cô Jiang sinh năm 1971, quốc tịch Trung Quốc, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 20 thuyền viên gồm 8 người Trung Quốc và 12 người Việt Nam. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện đã đồng ý với phương án cho tàu neo đậu tại vị trí mắc cạn theo đề xuất của thuyền trưởng. Theo đó, tàu Glory Future có tải trọng lớn, trang thiết bị hiện đại trên tàu nên thuyền trưởng cho biết đảm bảo được an toàn tính mạng cho các thuyền viên. Các phương án di chuyển tàu ra khỏi vị trí mắc cạn sẽ được thực hiện khi mưa lớn đi qua. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho biết hiện vẫn chưa tìm được hai nạn nhân mất tích khi đi đánh cá trên sông Bồ, thị xã Hương Trà. Các nạn nhân là ông Trần Minh Đê, 65 tuổi, cùng vợ là Võ Thị Tê, chú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Ngoài ra, mưa lớn, gió mạnh dữ dội trong ngày 17 tháng 10 đã khiến một cây xanh bất ngờ bị đổ xuống đường, đè trúng một nam thanh niên đang chạy xe máy ở thành phố Huế, khiến cho người này bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, nhiều xã thấp trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền đã bị ngập lụt, người dân đi lại bằng ghe thuyền. Ở thành phố Huế và huyện Phong Điền, các tuyến đường ngập sâu đến 0,3 mét. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc ngập cục bộ, xe cộ chết máy nhiều. Tại tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho hay, ngập lụt xảy ra cục bộ tại hai huyện vùng núi Đắk Rông, Hướng Hóa. Ngoài ra, nhiều khu vực tại thành phố Đông Hà bị ngập nặng nề trong tối ngày 17 tháng 10, nhiều khu vực nước vào nhà hơn 1 mét. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông cho hay, các lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm ra anh HVZ, sinh năm 2001, trú ở khóm 6 thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Anh Dê bị nước cuốn trôi khi đang trên đường về thăm người thân ở huyện Đắk Rông. Tại tỉnh Quảng Nam, mưa to kéo dài liên tục trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10, khiến cho mực nước sông Vu Gia dâng cao. Cộng với các nhà máy thủy điện gồm A Vương, Đắc Mi 4, sông Bung 4, sông Bung 2, đồng loạt xả lũ, với lưu lượng lớn làm cho vùng hạ du ở huyện Đại Lộc bị ngập sâu cục bộ, có nơi ngập sâu từ 1 cho đến 2 mét. Trong đó, ở xã Đại Lãnh là địa phương bị ngập nặng nhất với 2 phần 3 diện tích của xã, chìm trong biển nước. Bà Trương Thị Minh Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lãnh cho biết, do nằm giữa sông Vu Gia và sông Côn nên thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt trồng lũ. Hiện nay nước lũ đã cầm chừng nhưng trụ sở Ủy ban Nhân dân xã vẫn còn ngập gần 1 mét. Toàn bộ các tuyến đường, khu dân cư của xã vẫn còn ngập sâu nên chưa thể thống kê thiệt hại ban đầu được. Qua giả soát, có khoảng 1.500 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 cho đến 1 mét, bà Phương nói. Tại thành phố Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho biết, do mưa lớn hai ngày qua khiến cho mực nước sông Thu Bồn lên rất nhanh, ngập một số tuyến đường ở phố cổ Hội An. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã có văn bản chỉ đạo các xã phường tại các vùng trũng thấp chủ động ứng phó và thông báo bà con đưa tài sản gia súc đến nơi cao giáo. Các nhà ở khu vực thấp trũng cũng có phương án phòng tránh lũ. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã tại huyện Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn bị chia cắt hoàn toàn. Hiện toàn tỉnh Quảng Nam chưa có thiệt hại về người. Hiện Quảng Nam chưa có thống kê thiệt hại cụ thể. Tại tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn phối hợp với chính quyền địa phương đang huy động cán bộ chiến sĩ giúp người dân khắc phục hậu quả nặng nề do trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào dạng sáng ngày 17 tháng 10 gây ra. Vụ lốc xoáy vào khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 10 đã làm 93 ngôi nhà của người dân ở 5 xã trên địa bàn huyện Bình Sơn bị tốc mái hư hỏng từ 25% đến 100%. Trong đó tại xã Bình Thạnh có 33 căn nhà bị tốc mái, xã Bình Chánh 26 nhà, Bình Đông 7 nhà, Bình Nguyên 21 nhà và xã Bình Khương 6 nhà. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Mưa lớn diễn ra liên tiếp trong những ngày qua tại khu vực miền Trung Tây Nguyên khiến cho số lượng hồ chứa đầy nước tăng vọt. Đến nay đã có 2.225 trên 5.060 hồ đầy nước, trong đó chủ yếu là các hồ nhỏ được đánh giá là đang bị xuống cấp, gây nguy cơ mất an toàn cao. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ngay trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, ngày 18 tháng 10, ở khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Con Tum, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đến nay đã có 5 người chết, mất tích do mưa lũ cuốn trôi. Toàn bộ các hộ dân trong vùng ngập chia cắt đã được sơ tán đến nơi an toàn. Dự báo từ nay cho đến ngày 18 tháng 10, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định, Con Tum và Gia Lai xuất hiện một đợt lũ. Thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, sông Bồ, Thừa Thiên Huế lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Hạ lưu sông La, Hà Tĩnh, sông Hương, Thừa Thiên Huế, sông Vu Gia, Quảng Nam lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Sông Thu Bồn, Quảng Nam, các sông ở Quảng Ngãi, Con Tum và Gia Lai lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Do mưa lớn kéo dài diễn ra liên tiếp trong nhiều ngày qua, với tổng lượng mưa mỗi đợt lên đến hàng trăm mm, đến nay khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã có 2.225 trên 5.060 hồ chứa đã đầy nước. Trong đó tỷ lệ này tại Thanh Hóa là 385 trên 610 hồ, Nghệ An là 1.029 đến 1.061 hồ, Hà Tĩnh là 292 trên 323 hồ. Đặc biệt hiện đã có 109 trên 221 hồ thủy điện phải xả qua tràn. Trong đó khu vực Bắc Bộ có 40 hồ, Bắc Trung Bộ có 13 hồ, Duyên Hải Nam Trung Bộ có 12 hồ và khu vực Tây Nguyên có 39 hồ. Nhiều hồ có lưu lượng nước xả lớn như A Lưới 354 trên 395 m khối trên dây, Chi Khê 515 trên 925 m khối trên dây, Sông Mung Năm 625 trên 850 m khối trên dây. Sông Bung 6, 574 trên 866 m3 trên dây. Đa Crong 3A, 1419 trên 1529 m3 trên dây. Trao đổi với phóng viên ông Đồng Văn Tự, vụ trưởng vụ quản lý công trình thủy lợi và an toàn hồ đập, Tổng cục Thủy lợi cho biết hiện có 6.750 hồ chứa thủy lợi. Phần lớn các hồ chứa lớn có dung tích từ 3 triệu mét khối trở lên đã được sửa chữa đảm bảo an toàn. Còn các hồ bị xuống cấp hư hỏng nặng tập trung vào các nhóm hồ vừa và nhỏ. Các hồ này chủ yếu được xây dựng đã lâu từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Trước diễn biến mưa lũ cực đoan bất thường hiện nay, ông tự cho rằng có những nguy cơ tiềm ẩn đối với các đập hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là các hồ hư hỏng có thể xảy ra như tràn qua mặt đập gây sạt trượt, thấm mạnh qua thân đập, thấm sói ngầm mang cống, sói lở tràn lũ. Những ngày qua, lượng mưa lớn rồn rập tại khu vực miền Trung Tây Nguyên khiến cho số lượng hồ đầy nước tăng vọt, nguy cơ mất an toàn đối với các hồ chứa xuống cấp là rất cao. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ để có phương án điều tiết phù hợp. Ông Trần Quang Hoài, Phó Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, Ban Chỉ đạo đang yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm triển khai công tác bảo vệ đê điều hồ đập. Trường hợp cần thiết thì tiến hành xả lũ kịp thời. Các địa phương cần cử người ứng trực 24 trên 24 và thường xuyên cập nhật thông tin đến chính quyền và người dân. Khi có tình huống xảy ra, kịp thời báo về ban chỉ đạo quốc gia và phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh chính xác trung thực tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin kế tiếp.